Lời Phật dạy về nghiệp quả. Nỗi đau của kiếp này là nghiệp của kiếp trước. Lời Phật dạy về nghiệp quả là có thật, ác giả ác báo. Mọi hành động bạn làm trong kiếp này đều ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của bạn từ kiếp này qua kiếp khác. Thứ nhất, nghiệp quả là gì? Lời Phật dạy về nghiệp quả cho rằng nghiệp là kết quả của đau khổ và hạnh phúc do nghiệp xấu hoặc tốt gây ra. Quả hạnh của kiếp này đến từ nghiệp tốt của kiếp trước. Quả đắng của kiếp này là do nghiệp xấu của kiếp quá khứ. Quả báo từ nghiệp báo. Đây là quy luật tự nhiên gọi là nghiệp báo, quả báo. Nghiệp báo, quả báo. Nghiệp quả hiểu theo một cách đơn giản thì nghiệp quả là kết quả mà ta nhận được khi ta làm một việc gì đó. Ngoài ra, nghiệp và quả có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nghiệp là nhân, quả là phần thưởng. Và nhân quả là dòng tuần hoàn liên tục không ngừng. Đối với người tu theo đạo Phật, tin vào quả báo của nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Tại sao vô minh và phiền não làm cho chúng ta phải lang thang giữa sự sống và cái chết? Tại sao nghiệp xấu lại khiến cuộc đời cảm thấy cay đắng? Đó là luật nhân quả chi phối. Chỉ khi tin chắc rằng nghiệp quả là có thật thì con người chúng ta mới có thể tự ý thức được việc ngăn ác, làm lành, thực sự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình. Mọi người đều quan tâm đến tương lai của chính mình. Tại sao họ vẫn cư xử thiếu trách nhiệm? Nguyên nhân là do họ chưa bao giờ tin vào hậu quả của nghiệp báo, nên nảy sinh tâm lý phó mặc, nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn thoát khỏi hình phạt của nghiệp quả. Theo thời gian, sự tôn kính đối với luật nhân quả mất dần. Nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ tìm thấy những trường hợp có thật về luật nhân quả trong cuộc sống, nhưng rồi sẽ quên lãng theo thời gian. Chúng ta thường thường thấy có một số người bề ngoài có vẻ thích nghe lời Phật dạy rồi tin vào nhân quả, nhưng vẫn thường làm những việc xấu xa. Mồm thì niệm Phật nhưng bụng chứa một bồ dao găm. Cái gọi là niềm tin này chỉ là một thứ trang trí sai lầm giả tạo cho vẻ bề ngoài đáng sợ. Nó cũng cho thấy sự hiểu biết về nghiệp quả của họ là vô cùng hời hợt. Nhân quả của đạo Phật là thuyết tam giới. Nó không chỉ chạy qua đời sống hiện tại của chúng ta, mà còn chạy qua quá khứ và tương lai, từ kiếp này sang kiếp khác. Tất cả những gì chúng ta có thể thấy là một phần rất nhỏ của nó, nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ. Thứ hai, câu chuyện về nghiệp quả có thật. Chuyện phú ông mất con. Ở Ấn Độ cách đây rất lâu, ở ngôi làng nọ có một người phú ông giàu, có rất nhiều của cải. Phú ông chỉ có một đứa con trai cưng năm nay tròn 20 tuổi, mới kết hôn chưa được 7 ngày. Một hôm, đôi vợ chồng trẻ ra vườn sau để thưởng hoa. Người chồng thấy vợ rất thích một chùm hoa trên cây nên trèo lên cành cao và muốn hái hoa cho nàng. Không ngờ cành cây bất ngờ gãy, người đàn ông ngã xuống đất tử vong. Cú sốc bất ngờ này như một tia chớp từ trời xanh. Cả gia đình ôm thi thể người đàn ông trong đau buồn. Cha mẹ và người vợ mới cưới của người đàn ông khóc đến chết đi sống lại. Ngay cả những người thân bạn bè đến viếng cũng không kìm được nước mắt. Sau khi người đàn ông được chôn cất, cả gia đình vẫn không khỏi đau buồn, phẫn uất vì ông trời không có mắt, vì đã để những điều bất hạnh như vậy đến với tổ ấm của họ. Sau đó Đức Phật biết được điều này. Ngài rất thương xót cho nỗi đau của gia đình này. Vì vậy quyết định đến thăm hỏi và chia buồn. Khi đến nhà ông ấy, Đức Phật nói: "Hãy nghe lời khuyên của tôi. Vạn vật vô thường, có sống có chết. Giận rủi đều có nguyên do của nó. Có lẽ bạn vẫn không biết kiếp trước anh ta là con trai của ai và cha mẹ của anh ta là ai. Đức Phật từ tốn nói với Phú Ông. Nghe lời Đức Phật nói, người phú hộ hiểu ngay ý Đức Phật, nên anh ta ngừng khóc và cầu xin Đức Phật sáng suốt chỉ dạy cho mình. Kiếp trước có một đứa trẻ với cung tên trên tay, đi đến và đứng dưới gốc cây to, ngẩng đầu giương cung tên bắn một con chim không chớp mắt. Lúc đó có 3 người bạn cùng chơi khác ở bên cạnh anh ta và nói, nếu anh thực sự có thể bắn được con chim kia ngay lần đầu tiên, anh là một anh hùng thực sự. Vì vậy cậu bé đã tự hào dương cung tên của mình lên và bắn. Chắc chắn rồi, con chim trên cây đã bị bắn chết trong một lần sà xuống. Sau đó 3 người bạn nhỏ bên cạnh thán phục, không thể không cổ vũ và vỗ tay cho anh ấy. Đức Phật nói. Đức Phật khẽ thở dài, nói tiếp. Về sau, trải qua vô số kiếp luân hồi sinh tử, lúc đó 3 đứa trẻ dưới gốc cây được đầu thai. Một đứa trở thành thần trên trời, một đứa trở thành Long Dương với biển, còn đứa kia là Phú Ông, tức là ngươi đó. Còn đứa trẻ bắn chim dưới gốc cây, kiếp trước nó là con của cây trời. Nó đầu thai xuống trần gian làm con của ngươi. Thật không may, sau khi ngã từ trên cây xuống và chết, anh ta sắp được đầu thai làm rồng con. Nhưng vừa mới đầu thai, anh đã bị một con chim tên là Dapen ăn thịt. Con chim Dapen đã ăn thịt anh ta chính là con chim đã từng bị anh ta bắn chết. Bây giờ có 3 nơi khóc cho anh ta. Một là vị thần trên trời, một là người là Long Dương, người còn lại chính là bạn. Tất cả các bạn đều đau lòng vì mất đi người thân thiết của mình. Tất cả là vì bạn đã khiêu khích anh ta bắn chim ở kiếp trước. Sau khi anh ta làm, bạn còn ngợi khen anh ta rất nhiều. Vì vậy, trong thế giới này, 3 người các ngươi ở trên trời, dưới biển và ở dân gian đồng thời khóc thương cho hắn. Sau khi nghe vậy, Phú Ông hiểu rằng nỗi đau ở kiếp này đều là nghiệp chướng của kiếp trước. Hóa ra, chỉ vì kiếp trước xúi bạn bắn chết con chim nên kiếp này mới phải chịu đau khổ vì mất con. Đứa con chính là chàng trai bắn chim năm ấy. Đó là một câu chuyện nghiệp báo đáng kinh ngạc. Từng có 3 đứa trẻ ngu dốt ở kiếp trước, kiếp này đến để đền đáp cái nghiệp chung, khuyến khích bắn chim trước, hoan hô vỗ tay sau. Ở kiếp trước đã phải khóc than chung. Mặc dù đã trải qua nhiều kiếp trên thế giới này, bọn họ xa cách nhau, kẻ trên trời, người dưới biển, người ở mặt đất, đều thay đổi thân phận, nhưng vẫn bị nghiệp báo đưa đẩy với mối lương duyên kết nghĩa giữa cha, con, bạn bè, cùng khóc để chấm dứt nghiệp chung khó tránh khỏi. Những đứa trẻ cùng hoan hô lúc trước không bao giờ tưởng tượng được rằng kiếp sau chúng sẽ phải đồng thanh khóc. Điều này cho thấy sự hiểu biết và những tiếng cổ vũ khuyến khích giết chóc nặng nề và mỉa mai đáng sợ đến nhường nào. Nhân quả nghiệp báo đáng sợ có thể được nhìn thấy dễ dàng trong đời sống của con người hàng ngày. Dù thời gian và không gian có đổi thay như thế nào, mối quan hệ thay đổi ra sao, nhân quả tinh vi ra sao, thì tất cả mọi người và mọi sự kiện đều sẽ được đặt trên thang đo nhân quả công bằng và nhận được nghiệp báo xứng đáng. Thứ hai, chuyện con ma hối lỗi. Có một câu chuyện trong Phật giáo kể rằng có một nhà sư lỗi lạc đã đi đến nhiều tu viện khác nhau để thăm viếng và chiêm bái. Một lần, ông đến một ngôi chùa nọ để chiêm bái kinh Pháp Hoa trong chùa. Đồng thời, ông cũng nghiên cứu chân lý của kinh Pháp Hoa ở đó. Một hôm nửa đêm, nhà sư đang đi vào nhà vệ sinh với cái bụng khó chịu, thì khi vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, nhà sư nhìn thấy một con ma đang đứng bên ngoài. Nhà sư vừa đi đến, con ma liền cúi lại quỳ xuống đất. Con ma nói, chính con cũng không biết chắc con đã phạm giới nên sẽ lãnh nghiệp chướng, nhưng con không biết con đã phạm tội nào. Sư nói, dù con phạm tội gì, đều do ba hành thân khẩu ý mà phạm. Vậy, con đã từng phạm tội giết người, trộm cắp, tội tà dâm chưa? Con ma nói, không, từ khi con tu, con không phạm tội giết người, trộm cắp hay tà dâm. Sư hỏi, con đã phạm khẩu nghiệp chưa? Con ma suy nghĩ một lúc rồi nói, con không à. Sư hỏi lại, về tâm, con có phạm tham sân si không? Con ma suy nghĩ một lúc rồi nói, rất có thể là do lòng tham, và đó là lỗi của con. Lúc trước con đi tu mà tâm không trong sạch, tham lam tiền cúng dường. Có thể là tội lỗi lớn nhất của con. Con không thể kiểm soát được lòng tham của mình. Trí tuệ của con chưa được khai mở, luôn có những phiền muộn trong lòng. Nghiệp chướng của con chính là lòng tham tiền cúng dường. Con ma thành tâm muốn sửa đổi, nên thưa với sư rằng, con biết là con sai rồi, con xin sư giúp đỡ làm công quả cho con. Con ma nói, dưới gốc cây hồng có 3 dạng tiền, mong sư nhờ người đào gốc cây hồng ra, lấy tiền chốn ở đó để làm việc thiện và cứu khổ cho con. Đợi đến rạng sáng, nhà sư mời một vài người có cuốc đến đào dưới gốc cây hồng. Đào được một chiếc bình, đựng trong đó có 3.000 đồng tiền. Sư phụ đã dùng tiền đó để viết một kinh Pháp Hoa cho con ma, và tất cả số tiền còn lại được dùng để cứu trợ người nghèo. Một tuần sau, hồn ma lại đến ký túc xá của sư phụ, cúi đầu cảm ơn và nói, nghiệp chướng của con đã thay đổi, tốt hơn trước rất nhiều. Con xin hứa sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai, hy vọng sẽ thoát khỏi tội ác, trở lại con người và tu hành cho tốt. Sau khi cầu nguyện, hồn ma biến mất. Tất cả nghiệp chướng cũng phải do chính mình đảm nhận. Và đây là điều mà việc tu hành nên hiểu, chẳng hạn như nguyên nhân, chẳng hạn như hậu quả, chẳng hạn như quả báo. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, trong dân gian Việt Nam có câu nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo. Những câu nói này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do những trải nghiệm của lớp người đi trước để lại. Trong đạo Phật cũng có rất nhiều câu chuyện nhân quả, oán có đầu, nợ có chủ. Trước kia chúng ta đã làm ác, mắc nợ người ta, cho nên kiếp này đủ nhân đủ duyên thì mình phải trả nợ. Để chứng minh cho nhân quả thiết thực, lợi ích cho tất cả mọi người, chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây và cùng nhau suy gẫm. Câu chuyện mang tên Không Lòng Nhân Quả. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Trong một pháp hội nọ, tổ bá trượng sau khi giảng pháp xong, mọi người đều ra về hết. Riêng chỉ còn lại một ông già không chịu ra về. Ông già dáng vẻ trầm ngâm, đi đi lại lại, thân hình trông giống nửa người nửa thú. Người không ra người, mà thú cũng chẳng phải thú. Tổ bá trượng thấy lạ, bèn hỏi, ông là người gì? Ông già trả lời, kính bạch hòa thượng, con không phải là người. Con là kiếp hồ tinh, tức là người mang kiếp chồn. Xưa kia thời Phật Đại Ca Diếp, con tu hành ở núi này. Một hôm có người hỏi con, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Con trả lời, bậc đại tu hành không còn rơi vào nhân quả nữa. Vì câu trả lời này mà từ xưa đến nay, con bị đọa làm chồn đến gần 500 kiếp. Không biết con trả lời sai chỗ nào mà bị đọa lạc như vậy. Kính mong hòa thượng từ bi thương xót chỉ dạy cho con. Tổ bá trượng mới bảo, vậy ông hỏi lại ta đi. Ông nhanh nhẹn thưa, bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Tổ Bá Trượng trả lời: Không lầm nhân quả. Xin thưa với tất cả quý vị, câu trả lời không rơi vào nhân quả và câu không lầm nhân quả. Quý vị tự suy nghĩ xem câu nào đúng, câu nào sai. Ở đây vị tăng kia lầm chấp rằng bậc đại tu hành không còn rơi vào nhân quả nữa, có nghĩa là người tu tập được giác ngộ giải thoát sẽ không còn trả quả nữa. Chính Đức Phật khi còn tại thế vẫn phải trả quả xấu rất nhiều lần, như bị mạng ăn lúa ngựa, bị đá lăn trúng chảy máu chân, bị người con gái giả bụng bầu lăng nhục, bị bọn ác giết người và chôn trong tịnh xá rồi đổ thừa cho Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bình tĩnh, an nhiên tự tại, không cần đính chính phân bua mà để cho vô quan tự tìm ra sự thật. Nhà Phật chủ trương nhân quả rõ ràng, còn vị tăng này do không tu hành tới nơi tới chốn nên trả lời không còn rơi vào nhân quả, do vậy mà đọa lạc đến 500 kiếp làm chồng. Sau khi nghe Tổ Bá Trượng khai thị, ông già đại ngộ liền thoát được kiếp chồng. Sau đó ông thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, nhờ lòng từ bi khai thị của Ngài mà nay con đã được thoát khỏi kiếp chồng. Con kính xin Hòa Thượng làm lễ tống tán trà tỳ cho con giống như một vị tăng. Hòa Thượng đồng ý gật đầu. Nói xong, ông già liền biến mất. Sắp đến giờ cơm trưa, Tổ Bá Trượng đánh trống thông báo với đại chúng rằng: Sau khi dùng cơm trưa xong, tất cả đại chúng hãy cùng ta làm lễ trà tỳ cho một vị tăng vừa mới thoát kiếp. Cả đại chúng đều ngơ ngác, ngạc nhiên, bởi mọi người thấy trong nhà niết bàn hay nhà bệnh không có người nào bị bệnh hay là chết cả. Tại sao Hòa Thượng lại nói làm lễ trà tỳ như vậy? Sau khi dùng cơm xong, Tổ Bá Trượng bảo đại chúng cùng đi ra phía sau núi. Ngài lấy cây gậy khiều trong hang ra xác một con trồn to tướng vừa mới chết, rồi cử hành lễ trà tỳ tống tán trang nghiêm long trọng như một vị tăng. Như quý vị đã biết, nhà Phật chỉ cho chúng ta thấy biết rõ ràng tất cả mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời này đều phải trải qua tiến trình của nhân duyên quả. Chỉ vì chúng ta không gặp được bậc minh sư chân chính, không gặp được thầy lành bạn tốt và tu hành không đến nơi đến chốn, cho nên hiểu sai lời Phật dạy. Như vị tăng kia, vì nhập si định trở nên không còn cảm giác, tưởng rằng như vậy là không còn trả quả nữa, mới trả lời như thế mà bị đọa làm chồn đến 500 kiếp. Mãi cho đến khi được thiền sư Bá Trượng từ bi khai thị, vị tăng kia mới thoát khỏi được kiếp chồng. Vì vậy, là người Phật tử chân chính, chúng ta phải học hỏi tìm hiểu giáo lý cho kỹ càng thấu đáo. Sau khi có trải nghiệm và ứng dụng lợi lạc trong cuộc sống bằng cách tin sâu nhân quả, nếu chúng ta thực tâm tu hành theo lời Phật dạy thì mọi nghiệp xấu sẽ được chuyển hóa theo thời gian. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được bình an hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Như trường hợp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, sau khi thành tựu đạo Pháp, Ngài đi giáo hóa suốt 49 năm không biết mệt mỏi nhàm chán. Ngài thường nói: Ta chỉ là người thầy dẫn đường chỉ dạy cho mọi người biết được điều hay lẽ phải, còn làm được hay không là do chính mình quyết định. Ta không thể ban phước hay giáng họa cho một ai, dù đó là cha mẹ của ta. Ta không thể giúp cho ai thoát khỏi phiền muộn khổ đau, nhưng ta có thể hướng dẫn phương pháp chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người biết để thực hành. Bởi vì khi xưa ta chưa biết tu nên làm điều xấu ác thì phải chịu quả báo xấu ác. Ngày nay nhờ gặp Phật Pháp, ta cố gắng buông xả những thói quen xấu ác và hay làm điều thiện lành tốt đẹp thì chuyển được quả xấu và sống hạnh phúc. Chính vì vậy, suốt thời gian Đức Phật đi giáo hóa độ sanh một số người ngoại đạo do ganh ghét tật đố tị hiềm với Ngài. Bởi đạo Phật là đạo của tình thương và sự tỉnh thức, là đạo của con người vì con người mà thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng trái tim hiểu biết. Họ thấy những lời dạy của Đức Phật rất thiết thực và phù hợp với con người, từ đó họ chuyển sang tu theo đạo Phật rất đông. vì biết cách làm chủ bản thân để vượt qua số phận tối tăm mà đấng bề trên đã áp đặt và định đoạt. Trước tình trạng đó, một số ngoại đạo bị mất quyền lợi vì đệ tử của họ ngày càng thưa thớt, cho nên họ tìm cách phỉ báng vu khống để làm cho giáo đoàn của Phật bị mất uy tín. Họ rắp tâm hại ngài bằng nhiều cách, như họ sắp xếp cho một thiếu nữ đẹp hàng ngày đến tịnh xá nghe Phật thuyết pháp. Sau một thời gian, cô vu khống Đức Phật đã dụ dỗ cô làm chuyện xấu xa đồ bại đến nỗi phải mang bầu. Hôm đó, cô đụng bụng bầu giả và đến trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Cô khóc lóc la lối ôm sòm trước mặt mọi người. Sa môn Cồ Đàm đã dụ dỗ tôi, giờ đây tôi bụng mang dạ chữa như thế này mà không có ai nuôi nấng, thật là khổ thân tôi quá trời. Nhưng mà trời xui đất khiến, trong lúc cô diễn kịch như thế, bỗng dưng bụng bầu giả tuột ra. Cô hoảng hồn bỏ chạy mất tiêu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và càng tin sâu Phật pháp hơn. Hại cách này không được, họ tìm cách khác. Với tâm oán hận thù hằn, họ tìm cách trả đũa Đức Phật cho bằng được. Dã man hơn, họ thuê bọn côn đồ nghiện rượu, giết chết người nữ nọ và đem xác chôn giấu vào tịnh xá của Phật, rồi cho người đến báo vua quan rằng: chúng tôi có một người nữ ngoan đạo, thường xuyên đến tịnh xá Đức Phật nghe pháp, bây giờ đã bị mất tích, xin nhà vua cùng các quan tìm cách điều tra và tìm ra vụ án. Được tin báo, nhà vua cho người đến tịnh xá điều tra, tìm hiểu. Cuối cùng phát hiện được xác của người phụ nữ ấy bị chôn giấu dưới đống rác trong tịnh xá. Vua Ba Tư Nặc là một đệ tử Phật rất thuần thành. Ông biết rõ Đức Phật xưa kia cũng là một vị hoàng tử, chuẩn bị lên ngôi vua, quyền quy thế lực, vợ đẹp con xinh. Nhưng ngài đã dám từ bỏ tất cả để đi tu, thì làm sao chuyện giết người như thế có thể xảy ra? Do vậy, nhà vua lệnh cho các quan phải điều tra, tìm ra nguyên nhân tội ác giết người này là do ai gây ra. Trong lúc điều tra, có người đến báo quan, có bọn côn đồ nghiện rượu gây ra vụ án mạng này. Vì sau khi giết người nữ kia, đem xác chôn trong tịnh xá, họ lãnh được số tiền lớn rồi tụ tập lại nhậu nhẹt. Đến khi nhậu quá say, do không làm chủ được bản thân mình, họ tự khai ra là họ đã giết người phụ nữ để nhận lãnh số tiền thưởng hậu hĩnh. Được tin, hoàng binh đến nơi tóm gọn, bắt bọn người này về điều tra. Bọn chúng ấy mới khai thật rằng có người ngoại đạo vì ghen ghét Đức Phật nên âm mưu muốn hại, mà mướn chúng tôi giết cô gái ấy để vu oan cho Phật. Khi ta có hành động muốn hại người nhưng chưa hại được ai thì ta đã bị trả quả xấu rồi. Trước tiên là cô gái, sau đó là bọn côn đồ, kế đến là những người âm mưu. Tất cả đều phải bị hành hình ngay tức khắc bằng cách quăng vào hầm lửa thiêu sống. Như chuyện vừa kể trên, Đức Phật giải thích như sau. Trong nhiều kiếp về trước, Đức Phật khi còn hành đạo Bồ Tát, ngài vẫn còn những sai sót trong cuộc đời. Có lần, ngài vu khống một vị Bích Chi Phật rằng người này là phá giới, không tu hành chân chánh hay phạm giới, và ngài xúi người khác nói theo mình. Vì vậy, cho đến ngày hôm nay, tuy ngài đã thành Phật, không còn bị dính mắc, nhiễm ô, không còn bị phiền não, khổ đau chi phối, nhưng vì nghiệp cảm xa xưa, nhiều đời trước, ngài đã gieo tạo, nên trong hiện tại, ngài vẫn phải chịu quả báo bị những người ngoại đạo này vu khống phỉ báng. Họ tìm cách mạ lị, hạ nhục vu khống để vu quan bắt bớ xử tội và bị mọi người tẩy chay. Tuy hiện tại ngài vẫn bị quả báo như vậy, nhưng với tâm thanh tịnh sáng suốt, Phật không còn bị dính mắc, nhiễm ô, nên mọi việc đều qua khỏi. Vì là bậc giác ngộ, rõ biết nghiệp xấu đến với mình, nên ngài không bao giờ than trách một ai, không thanh minh hay phân trần là tôi thế này tôi thế kia để đính chính cho mình. Khi sự việc xảy ra, Đức Phật vẫn bình thản an nhiên tự tại, dùng tâm từ bi rộng lớn để soi sáng muôn loài vật, sự thật như thế nào thì diễn biến như thế ấy. Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng giác, đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn, nên không có phiền não khổ đau của già, bệnh chết chi phối, và đã an nhiên tự tại trước mọi nghịch cảnh. Tuy nhiên về mặt nhân quả, Ngài vẫn phải chịu những oan trái do hậu quả của nghiệp quá khứ đã gieo tạo còn sót lại. Từ một bài học quý báu qua câu chuyện kể trên, là người Phật tử chân chính, chúng ta phải biết nên tin sâu nhân quả và quyết tâm không gieo tạo nghiệp xấu ác để làm mình làm người khổ đau. Chính Đức Phật còn phải chịu quả báo như thế, huống hồ là chúng ta, là những người phàm phu tục tử, chưa tu tập được bao nhiêu, chưa đủ khả năng tự tại trong mọi hoàn cảnh để chuyển hóa các nghiệp xấu. Vì vậy, chúng ta cần phải ý thức được nhân nào dẫn đến phiền não, khổ đau, làm tổn hại cho người, cho vật thì ta cố gắng dứt khoát không làm. Biết được như vậy, chúng ta hàng ngày phải siêng năng tinh tấn tu hành, kiểm soát chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, không chút lơ là. Ta phải biết áp dụng tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc mọi nơi. Nhiều người chỉ tu với Phật Bồ Tát, siêng năng sám hối, tụng kinh niệm Phật, nhưng đối với gia đình, người thân, bạn bè và xã hội thì ăn thua đủ. Tu như vậy là sai lời Phật dạy. Sở dĩ chúng ta thờ Phật, lại Phật, mục đích với lòng tôn kính biết ơn, để ta bắt chước làm theo Ngài, hầu chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cô bé chuyên nghề bán bánh. Cô bé này rất quý mến Đức Phật và tăng đoàn. Cô thường đem bánh cúng dường chư tăng. Thấy cô bé tuy nghèo khó nhưng có lòng quý kính Tam Bảo, Đức Phật thường xuyên khuyên nhủ nhắc nhở, chỉ dạy cô lúc nào cũng tin sâu nhân quả. Rồi thời gian cứ êm ả trôi qua. Cô bé vẫn hàng ngày làm bánh đi bán kiếm tiền, nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và không quên dành phần cúng dường chư tăng. Có một hôm, Đức vua Ba Tư Nặc có ý tìm người kế vị sau khi hoàng hậu đương triều qua đời. Ngài chọn cô bé bán bánh về cung tấn phong làm hoàng hậu, hiệu là Mạc Lợi Phu Nhân. Sau khi làm được hoàng hậu, cô nhớ lại những lời chỉ dạy của Đức Phật trước kia đã giúp cho cô thay đổi cuộc đời nhờ phát tâm cúng dường với tất cả lòng thành. Một hôm, cô cung kính đem nhiều vật thực đến cúng dường Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, hoàng hậu mới ngồi sang một bên mà thưa hỏi rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà một số phụ nữ trên thế gian này có thân hình xấu xí, đen đúa, bệnh tật khó coi, bị mọi người chê bai, khinh khi, không thích thân cận và gần gũi? Và do nhân gì, duyên gì lại có một số phụ nữ khi sinh ra trên cõi đời này là có uy quyền thế lực, giàu sang tột đỉnh? Đức Phật trả lời: Do nhân sân hận hay oán hận thù hằn, thường xuyên tức tối, bực bội, mắng chửi, làm cho mọi người khổ đau, cho nên đời này phải chịu quả báo xấu xí, đen đúa, bệnh tật khó coi, hay bị mọi người khinh chê, không thích gần gũi. Do nhân biết bố thí, cúng dường người tu hành chân chính, biết cung kính hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hoặc giúp đỡ chia sẻ khi thấy người khó khăn bất hạnh, cho nên ngày nay ra đời được làm người phụ nữ trong trắng đẹp đẽ dễ coi, được sanh vào gia đình giàu sang, có quyền cao chức trọng, được sống một đời hạnh phúc và được nhiều người yêu thương trìu mến. Pháp thoại ngắn này giúp cho chúng ta càng tin sâu nhân quả hơn, vì biết rõ ràng muốn giàu có nhiều tiền của thì phải bố thí cúng dường, muốn thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm thì ta phải biết kiên nhẫn chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Nhìn thấy quả trong hiện tại xấu hay tốt thì ta biết mình nằm trong hoàn cảnh nào mà cố gắng sửa sai, tích lũy thêm phước báo nhằm chuyển hóa quả xấu ác mà ta đã lỡ gây tạo. Đã làm người trong trời đất, ai không từng nóng giận? Nóng giận là thói quen xấu từ sự chấp ngã mà ra. Thấy mình là ta, là trung tâm của vũ trụ, cho nên tham được thì càng thêm tham, tham không được thì sinh tâm sân hận, oán giận thù hằn, rồi tìm cách trả đũa lại. Từ đó làm khổ gia đình, người thân, làm khổ hại cho nhân loại, cho nên bị quả báo thân hình xấu xí, đen đúa, khó coi, hay bị mọi người khinh chê coi thường. Tại sao nóng giận lại bị nghiệp quả nặng nề như vậy? Bởi khi nóng giận, mặt mày nhăn nhó khó coi, trông dữ tợn, có khi mặt mày đỏ bừng lên, bừng bừng sát khí. Khi nóng giận, ta cảm thấy khốn khổ đau đớn, dằn vặt trong tâm vì mình chưa hại được ai, nhưng chính mình cảm thấy bất an, rấy rứt trong lòng, cho nên tràn ngập nỗi khổ khổ đau. Khi nóng giận thì có thể dẫn đến hành động nạt nộ, chửi mắng, đánh đập, hoặc vì sự nóng giận cao độ không dằn được có thể dẫn đến hậu quả như giết người hoặc làm những việc phi pháp khác, bởi do ta không kiềm chế được cơn sân hận. Nóng giận thường làm cho ta khổ đau trong hiện tại và mai sau, làm cho người khác đau khổ, cho nên bị quả báo làm người xấu xí, bệnh tật là như vậy đó. Trong gia đình, nếu cha mẹ hay thường xuyên tranh cãi, không ai biết nhường nhịn, chồng nói vợ không nghe, con cái không vâng lời cha mẹ, ai cũng bảo vệ ý kiến cho mình là đúng, nên dẫn đến bất an hạnh phúc. Có nhiều gia đình đang sống ấm êm hạnh phúc, chỉ vì sự nóng giận mà làm cho tan nhà nát cửa, vợ con khốn khổ. Do đó, nhà Phật chỉ rõ cho chúng ta biết, nhân nóng giận sẽ dẫn đến hậu quả khổ đau trong hiện tại và đời sau bị quả báo xấu xí, bệnh tật. Nếu ai nóng giận quá mức thì sau khi chết sẽ bị đọa lạc vào các loài súc sanh như rắn, gà, cá, sói, beo, cọp. Những loài này không biết thương yêu nhau, khi gặp nhau thường đấu đá, xâu xé, giết hại lẫn nhau. Nguyên nhân chính cũng vì nóng giận mà ra. Bởi do tập nghiệp thói quen sân hận quá mạnh, nên phải sanh vào các loài súc sinh như thế để ăn nuốt lẫn nhau. Chúng ta còn đầy đủ duyên phước được sanh trở lại làm người, nhưng bị quả báo thân thể xấu xí, khó coi, ốm yếu tật nguyền. Bởi khi nóng giận, trước tiên sẽ làm cho mình khổ đau trước, rồi mới làm cho người khổ đau theo. Có một câu chuyện kể về một bà mẹ mang thai được 7-8 tháng. Do người chồng mê muội đắm say nữ sắc đi theo vợ bé, cô vợ này tức tối quá, nổi lên cơn ghen ghét, quyên rủa, chửi mắng, la hét người chồng quá thậm tệ. Sau đó cô ta bỏ về nhà cha mẹ ruột để ở. Đến ngày khai hoa nở nhụy, cô sinh ra một đứa bé kháu khỉnh, nhưng chỉ vài ngày sau đứa bé này chết mà không có triệu chứng bệnh tật. Các bác sĩ mới tìm hiểu nguyên nhân vì sao đứa bé chết. Sau khi khám nghiệm đủ mọi cách vẫn không tìm ra lý do. Đến khi bác sĩ xét nghiệm máu mới phát hiện đứa bé chết do nhiễm độc tố từ mẹ. Bởi khi nóng giận quá mức, những độc tố trong người tiết ra ngấm vào máu, ảnh hưởng đến bào thai. Khi đứa bé ra đời được bú sữa mẹ, nó là bị nhiễm độc từ sữa và bị chết. Qua câu chuyện trên đã cho ta một bài học quý báu của cuộc đời về hậu quả của sự nóng giận. Cho nên, khi người nữ mang thai cần hết sức bình tĩnh, không nên sân hận quá mức, bởi cơn nóng giận rất tai hại, có thể làm hại bản thân mình và hại cho con của mình. Không những khi mang bầu, mà bất cứ khi làm việc gì, chúng ta cũng nên bình tĩnh quán xét, ngăn ngừa cơn nóng giận, vì nó còn dẫn đến tình trạng làm tăng huyết áp, gây hại cho tim mạch. Có người do nóng giận mà bị tai biến mạch máu não, dẫn đến chết người. Ngoài ra, cơn nóng giận còn dẫn đến nhiều nguyên nhân như nằm ngủ mơ thấy ác mộng, thấy cảnh binh đao, tàn sát, giết hại lẫn nhau, làm cho mình sợ hãi, buồn bực, khốn đốn, sống trong thực tại không được an ổn, không được hạnh phúc. Bởi do nhân nóng giận có thể gieo ân oán hận thù cho người, cho nên lúc nào mình cũng lo lắng sợ bị trả thù. Từ đó cuộc sống của ta luôn mang tâm trạng sợ hãi bất an. Do vậy, đời nay con người sinh ra có nhiều sự sai biệt là do ta gieo nghiệp bất đồng với nhau. Có người thì giàu sang sung sướng, hưởng đầy đủ phúc lạc, có người nghèo khổ bệnh hoạn đau yếu, có người sống thọ, có người chết yểu, có người đẹp, có người xấu, có người đen, có người trắng, có người cao, có người thấp. Tất cả sự khác biệt như thế là bởi vì chúng ta gieo tạo nghiệp tập nhân quả khác nhau. Nhà Phật dạy chúng ta rằng muốn chuyển hóa những sân hận, si mê của mình, chúng ta phải thường xuyên quán từ bi, quán tình thương. Thấy ai cũng là người thân, người thương của mình, do đó mà ta chuyển hóa được cơn nóng giận. Giáo lý nhân quả rất quan trọng và thiết thực. Người Phật tử chân chính cần phải am tường thấu rõ và tin tưởng vào nhân quả để hành trì tu tập, dấn thân, làm việc phục vụ tha nhân không biết mệt mỏi, nhàm chán bằng trái tim hiểu biết. Còn khi gặp chướng duyên nghịch cảnh đến thì ta phải biết tự an ủi, tự tu tập để chuyển hóa mà vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời. Ta phải tự chiêm nghiệm và tin tưởng sâu sắc những lời Phật dạy mà cố gắng bền bỉ, tinh tấn tu hành. Đó là con đường tươi sáng và tốt đẹp để chúng ta tiến dần đến quả giác ngộ và giải thoát hoàn toàn nhờ thấu hiểu nhân quả. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong cuộc sống đời thường, nếu một người có thể giữ vững được nguyên tắc làm ơn mà không cần đáp trả, được nhận ân huệ mà không bao giờ quên, thì người ấy nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai. Đây là một đạo lý của trời đất, không phụ thuộc vào nguyện ý của con người. Có một số người mặc dù cũng biết rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi không nhận được báo đáp thì nhanh chóng trở nên nản chí, ngã lòng. Điều này là vì lòng nhân từ của họ không đủ thuần chính. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý thính giả và quý Phật tử qua câu chuyện giúp đời giúp người, ác tự giúp mình, ban ân không cần báo đáp. Thuở thiếu niên, có một vị tướng nổi tiếng thời nhà Hán là Hàn Tín, sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ cơ cực. Có một ngày nọ, Hàn Tín không còn gì để ăn, đành ngồi ở bờ sông ngoại thành Hoài Dương và câu cá. Lúc ấy có nhiều phụ nữ đang giặt giũ bên bờ sông. Một người phụ nữ để ý thấy rằng Hàn Tín có vẻ đói và xanh xao, liền chủ động mang thức ăn của mình tặng cho Hàn Tín. Hàn Tín đã được người phụ nữ kia tặng cho thức ăn trong suốt hơn 10 ngày liền. Lòng tốt của người phụ nữ ấy khiến Hàn Tín vô cùng cảm kích. Hàn Tín vốn là kỳ tài, rất tự tin rằng tương lai của mình sẽ thành danh. Bèn nói với người phụ nữ tặng cơm cho mình rằng: "Tương lai tôi nhất định sẽ báo đáp ân huệ của bà." Không ngờ người phụ nữ kia trả lời rất bình dị: "Một người đàn ông phải tự chăm lo được cuộc sống của bản thân. Tôi là vì thấy cậu đáng thương nên cho cậu thức ăn. Nếu tôi gặp người khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi không cần cậu phải báo đáp gì cho tôi cả." Nhiều năm trôi qua, người phụ nữ kia đã không còn nhớ gì về việc mình đã tặng thức ăn cho Hàn Tín. Nhưng Hàn Tín thì không lúc nào quên ân huệ của bà. Sau khi đã công thành danh toại, Hàn Tín trở lại quê hương. Việc đầu tiên mà ông làm là đi tìm người phụ nữ mà ông đã gặp thời trai trẻ và báo ơn bà bằng một lượng tiền vàng rất lớn. Đây chính là điển cố một bát cơm ngàn vàng nổi tiếng trong lịch sử. Ở nơi quê nhà, có những người có ân với Hàn Tín, còn cho Hàn Tín nhiều hơn 10 bữa cơm đạm bạc kia, nhưng không ai được báo ân nhiều như vậy. Có thể thấy rằng, người làm việc thiện, thì ân không cần báo đáp, mới là người đáng quý nhất. Trong cuốn sách về những lời dạy của Chu Tử có dạy rằng: "Thi huệ vô niệm thụ ân mạc vong", tức là làm việc thiện không cần suy tính, mang ơn người đừng bao giờ quên. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cho rằng người lương thiện nhất thì giống như là nước vậy. Nước nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật, không tranh giành ai và cũng không cần sự báo đáp. Đây chính là sự khiêm nhường lớn nhất và đức hạnh cao cả nhất. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có điển cố nổi tiếng về việc hoàng đế khai quốc của Triều Lương. Lương Vũ Đế vô cùng kính tín Phật Pháp. Có một lần ông hỏi vị Đạt Ma Sơ Tổ rằng: Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, xây chùa chép kinh độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không? Không ngờ vị Đạt Ma đáp rằng, không có công đức, bởi vì tất cả những việc người làm đều là gì muốn có được công đức. Làm việc thiện thì trí phải được thanh tịnh hoàn toàn, thể phải được trống không, vắng lặng, như vậy mới là công đức. Và công đức này không thể lấy việc thế gian mà cầu được. Nếu một người làm việc thiện bởi vì cầu được báo đáp, vậy thì trước khi hành thiện, người ấy sẽ do dự tính toán và lựa chọn. Sau khi hành thiện mà không được báo đáp, người ấy sẽ dễ dàng sinh ra tâm oán hận, tức giận. Làm việc thiện quý giá nhất ở chỗ vô tư, vô ngã, không cầu lợi. Người mang thiện tâm có thể khẳng khái giúp khi thấy người gặp nạn, không quan tâm rằng liệu người được giúp có thể hoàn trả lại cho họ hay không. Trong lòng hoàn toàn bảo trì được cái tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể làm được như vậy, thì người ấy đã tích được đại đức, và trong tương lai, người ấy chắc chắn sẽ nhận được phước báo vô cùng to lớn. Có một người phụ nữ mù đón taxi đến một tòa nhà. Lúc đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền là 100 đồng. Vị tài xế vì có lòng cảm thông với người phụ nữ mù nên bảo rằng, tôi không có thu tiền của cô, bởi vì so với cô, việc kiếm tiền của tôi chắc là dễ dàng hơn. Vừa lúc này, từ trong khu cư xá, một người đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ đi ra. Ông cũng lên chiếc taxi đó rồi đi. Trên đường, hai người đàn ông vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Khi xuống xe, đồng hồ hiển thị là 100 đồng. Nhưng người đàn ông lấy ra số tiền 200 và nói, tiền này bao gồm cả số tiền của người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải vĩ đại gì, nhưng chắc là việc kiếm tiền của tôi cũng dễ dàng hơn cậu một chút. Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt. Và một câu chuyện thú vị khác là, vào một đêm bão tuyết, chàng trai tên là A đi ô tô và bị mắc kẹt tại khu bão tuyết. Anh A vô cùng lo lắng. Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông tên B đi qua thấy được tình cảnh này, liền không nói năng gì mà dùng ngựa của mình kéo ô tô của anh về thị trấn nhỏ. Sau đó anh A cảm kích và lấy ra nhiều tiền đưa cho ông B để tỏ lòng biết ơn. Xong ông B nói, tôi giúp cậu không có cần báo đáp, tôi chỉ mong cậu hứa với tôi một điều, lúc gặp người khác khó khăn phải hết lòng giúp đỡ họ. Vì thế sau này anh A luôn chủ động giúp đỡ rất nhiều người. Hơn nữa, mỗi lần giúp ai đó, anh thường nhắc lại câu mà ông B đã nói với mình. Nhiều năm sau, khi anh ta đột nhiên bị mắc kẹt trong trận lũ quét trên hòn đảo, một nam thanh niên đã liều mình cứu sống anh. Lúc anh A cảm ơn thanh niên kia, không ngờ cậu ta cũng nói một câu giống y như câu mà anh A đã nói vô số lần. Tôi giúp ông không cần báo đáp, nhưng muốn ông hứa lúc gặp người khác khó khăn phải hết lòng giúp đỡ. Anh A cảm thấy thật ấm áp và thầm nghĩ, hóa ra mình đã tặng tình yêu thương che chở cho nhiều người, và cuối cùng nó đã thông qua cậu thanh niên này mà trả lại. Những việc tốt mà mình đã làm trong cuộc đời, cuối cùng mình cũng sẽ nhận được lại mọi thứ. Đời sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu chúng ta thấy khó khăn của người mà không quan tâm, không đồng cảm, không giúp đỡ. Trong khi theo tinh thần đạo Phật, người tu học muốn thành Phật, trước phải thành nhân rồi mới thành thánh. Muốn thành nhân thì phải sống có đạo đức. Đạo đức ấy được đo lường bởi cách sống yêu thương, chan hòa với dạng loài hữu hình và vô tình. Cho nên hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta, ai cũng sẽ thực hiện và truyền nhiệt quyết thiện tâm ấy đến cho tất cả mọi người, để cuộc sống con người vơi bớt khổ đau, để cuộc đời luôn tươi đẹp như bản chất vốn có của nó. Có như vậy, chúng ta sẽ góp phần biến cõi ta bà này thành cõi tịnh độ, niết bàn an lạc. Bởi cõi tịnh độ hay niết bàn theo tinh thần Phật dạy không phải là một thế giới huyền ảo xa xôi nào khác, hay một cảnh giới sau khi con người mất đi, Khi tâm của con người không còn tham sân si phiền muộn ngự trị, thì tịnh độ chính là tại đây, niết bàn cũng tại đây, ngay khi ta đang hiện hữu ở cõi đời này. Hành thiện vui nhất là không cầu người biết, thì ân kỹ nhất là đợi được đáp đền. Khi chúng ta đứng trước sự lựa chọn, phải làm người cho đi hay là làm người nhận lại, chúng tôi tin rằng có rất nhiều người sẽ thích lựa chọn trở thành người được nhận. Nhưng thực ra, cho đi sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn so với nhận lại. Đó là niềm vui đến từ sâu thẳm trong tâm của mình. Mỗi người trong chúng ta khi đến với thế giới này, từ nhỏ đến lớn, trong mỗi giai đoạn đều không thể tách rời khỏi việc nhận sự giúp đỡ của người khác. Đó là sự giáo dưỡng của bố mẹ, kiến thức của thầy cô, sự tương trợ của bạn bè. Có thể nói trong cuộc đời của chúng ta, bất kể lúc nào, bất kể nơi nào, đều không thể tách rời những ân huệ mà người khác cho mình. Khi đứng trước lựa chọn cho đi hay nhận lại, không ít người mong sẽ được nhận lại, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc thực sự lại ở chỗ biết cho đi. Có câu rằng, tặng người hoa hồng tay còn lưu hương. Giúp đỡ người khác là đang tạo niềm vui cho chính mình. Biết cách giúp người hoàn thành ước vọng, hiểu được thế nào là phó xuất, đây thực sự là biểu hiện của nhân cách chói sáng, đồng thời cũng là một loại trí huệ đối nhân xử thế. Phó xuất là một loại cho đi, nhưng không cần phải chờ mong sự báo đáp của người khác. Khi chúng ta giúp đỡ người khác cũng là đang giúp đỡ cho chính mình. Làm người nên có một trái tim lương thiện, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Thị ân không cần người phải báo đáp, đó mới chính là sự lương thiện cao nhất. Hành thiện mà muốn người biết thì đó không phải là thiện. Sự lương thiện cao nhất là đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Một mực truy cầu báo đáp thì sẽ thường bỏ qua cảm nhận của đối phương. Dù cho có làm việc thiện cũng có thể tạo ra sự tổn thương cho người khác. Trong Lễ Ký có ghi chép một câu điển cố: không ăn đồ bố thí như sau. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, thiên tai nhân họa không ngừng. Có một năm nước Tề bị mất mùa, lão ba tánh không có cơm ăn, rất nhiều người vì đói mà chết. Có một người tên là Kiềm Ngao, vì muốn lấy danh tiếng đã phân phát đồ ăn cho người dân bị nạn trên đường. Kiềm Ngao sợ rằng người khác không biết mình đang làm việc tốt, cố ý hét to với người đi đường: đồ ăn không cần trả tiền đây, mau đến ăn đi. Không ngờ rằng người trên đường chẳng một ai thèm để ý tới ông ta. Khó khăn lắm mới có một người dân bị nạn đi ngang qua. Kiềm Ngao liền chặn người này lại, dùng giọng điệu cao cao nói với người đó: này, ta kêu ngươi đấy, qua đây ăn đi. Ông ta vốn chỉ cho rằng người dân này sẽ cảm ơn đại đức của mình, sẽ dập đầu bái tạ. Nhưng nào ngờ người đó trừng mắt nhìn ông ta và nói: ta thà chết đói chứ không có ăn. Khi ban ân huệ cho người khác, đừng thể hiện bản thân để người khác cảm thấy rằng bạn rộng rãi hào phóng, thì họ sẽ nhận lấy ân huệ của bạn. Nếu giúp người khác chỉ vì muốn được báo đáp, trong lòng sẽ luôn tính toán. Vậy thì hành thiện chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn giả tạo, mà sự bố thí giả tạo này với người với ta đều không được xem là một việc tốt. Chỉ có sự nhân từ thương cảm phát ra từ trong tâm mới có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nếu vậy thì ân huệ mà ta cho đi mới có thể phát ra ánh hào quang. Nếu như có mục đích xấu xa, sẽ như hạ thấp người khác, kiểu hành động cho đi này không được tính là cao quý. Trong Chu Tử Gia Quấn có nói rằng: thiện dục nhân tri, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Ý nói rằng làm việc thiện muốn người ta thấy điều thiện ấy không thật, làm ác sợ người ta biết điều ác ấy mới thật to. Sự lương thiện phát ra từ trong tâm, giống như một cơn mưa mùa xuân lặng lẽ tưới nhuần vạn vật. Vui vẻ hành thiện không cầu người biết. Tăng Quốc Phiên đã từng nói: Hành thiện vui nhất là không cầu người biết. Người xưa hành thiện tích đức, chú trọng khiêm tốn. Mặc dù không khoa trương, nhưng chỉ cần bạn làm, công đức và phúc đức sẽ cứ dần dần tích lũy, phù hộ cho con cháu đời sau. Nhưng nếu làm thiện chỉ vì để đạt được phúc báo và tán thưởng, nhiễm lòng tham công danh lợi lộc, dù cho có làm việc thiện bao nhiêu đi nữa, cũng rất khó để mà cảm thấy vui vẻ thực sự được. Trong Chiến Quốc Sách, Ngụy Sách có nói: "Nhân chi hữu đức, du ngã giả, bất khả dông giả, ngô chi hữu đức, du nhân giả, bất khả bất dông giả." Ý nói là người khác đối xử với bạn có ân huệ, không thể không để trong lòng, mà bạn đối xử với người khác có ân huệ, không nên cứ để trong lòng. Tục ngữ thường nói, nhận ơn một giọt nước phải báo đền bằng cả dòng suối. Việc này là đứng ở góc độ người được giúp đỡ để nhìn vấn đề, cổ vũ mọi người học cách cảm ơn. Có ân thì cần phải báo đáp. Nếu đứng ở góc độ là người bố thí mà nhìn, thì chỉ cần nhớ một câu tục ngữ: thí ân không cầu báo đáp. Sự lương thiện chân thật không cần phải nhận lấy sự báo đáp, không tính thiệt mất. Nếu không thì sẽ trở thành kiểu người chỉ lấy thiện đối thiện, xem việc thiện như một cuộc giao dịch. Người ta trách bạn ham muốn lợi lộc, bạn hận người ta không biết đền ân. Tâm tốt mà lại làm việc xấu, đến cùng là đôi bên đều thiệt. Vô tư kính dân là điều trân quý nhất. Cho người khác ân huệ mà không cần sự báo đáp mới là vĩ đại nhất. Nếu như có một người cho người khác ân huệ nhưng lại cầu báo đáp, vậy thì người đó không phải là một người vô tư, không vụ lợi. Ý định ban đầu giúp đỡ người khác sẽ trở nên biến chất. Chúng ta phải có được một trái tim bao dung, từ bi, hành thiện với người, diện trợ giúp người. Chỉ khi từ bi với người thì quan hệ giữa con người mới trở nên càng tốt đẹp hơn. Thế giới sẽ trở thành một gia đình hòa thuận. Có câu, tích đức không cần người thấy, hành thiện tự có trời biết. Cái thiện mà ta vô tình trồng được sẽ có ngày ra hoa kết trái. Bạn chỉ cần tử tế, trời cao tự có an bài.